cứ một khóa tu trôi qua là cứ giống như một giấc mơ ấy, một giấc mơ rất là đẹp nhưng mà trôi qua rất là nhanh. Choàng tỉnh dậy hết 7 ngày ấy, đẹp quá nhưng mà lại hết giấc mơ mất rồi đấy, nhanh như thế. Và thực sự các con hãy lưu giữ những khoảnh khắc này. Ở ngoài thì người ta nói là gì, cái thứ cuối cùng mà giết chết chúng ta là gì? Kỷ niệm. Nhưng tuy nhiên kỷ niệm khóa tu mùa hè Chùa Bạc thì lại không phải như thế. Vì đó sẽ là những thứ để nâng, gọi là gì, nâng đỡ tâm hồn cho các con. Rồi khi con nhớ về, con đã thấy chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian quá tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Đấy, giống như cái câu là thanh xuân như cơn mưa rào ấy, dù bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn được đắm mình trong cơn mới một lần nữa, đúng không? À, thì có thể có những lúc mà anh chị gắt tay em, gắt hay là quát các em, nhưng thực tế là gì, tất cả đều muốn các em vào nề nếp để cho các em có một cái một tuần rèn luyện thật là ý nghĩa. Anh biết rằng là chắc chắn là các em sẽ về sẽ cảm nhận thấy rằng là những cái mà anh chị hỗ trợ, cũng như là có thể là những lời mắng nhỏ thôi, nhưng mà các em cũng thấy rằng là điều đó thật là đáng trân trọng. Rất là mong các em sẽ luôn nhớ những tình cảm này. Nếu mà em không đi quán tu thì ở nhà em cũng chỉ suốt ngày ăn xong rồi đi chơi game rồi đi bắn bia, chơi các kiểu linh tinh, chứ không được một cuộc sống mà thực sự anh mạnh như ở quán tu mùa hè lần này ở trong nhóm Cẩm Tú Cầu. Vậy là cũng cho em quen được nhiều bạn mới, và thật ra em cảm thấy rất là vui và em cảm ơn cả mọi người. Những lúc chơi, những lúc vui, những lúc hoạt động cùng nhau, đấy là những kỷ niệm đẹp mà chúng ta không thể tìm lại được. Cảm ơn tất cả các bạn trong lớp mình rất là nhiều. Giờ chia tay đã đến, chúng ta cùng chúc nhau luôn vui tươi trong ánh sáng Phật Đà. Hẹn gặp lại năm sau trong khóa tu mùa hè. Bạn thân ơi, giờ chia tay chẳng muốn rời. Hẹn gặp năm sau khóa tu mùa hè.